Vì sao cha biết con trai y sai hôm qua, hôm nay không đến dự tiệc. David không đến vì việc gia đình nên đã xin phép về bếp Lê Hen. Đứa con phản nghịch và dám tà kia, chồng con y sai để mà bầu bạn chút nhục vào thân. Thế đó còn sống, ngôi vua của con chẳng bao giờ còn. Hãy nghe lệnh cấm, lập tức truy tìm, bắt nó về đây, vì nó phải chết. Nhưng thưa phụ vương, vì sao David phải chết? Anh ấy làm gì? Đã làm gì nào?